Xin chào mọi người. Em Thủy quay cho các bác cây bưởi gai. Có bạn khách hỏi là bạn muốn mua cây bưởi gai để về trồng sân vườn, cây bưởi thoát thân cao. Thì bác nào đang chuẩn bị về nhà mới mà mình cần tìm một cái cây bưởi mà yêu cầu nó thoát thân cao để mình trồng cảnh quan, bóng mát, trồng ở cổng để cho bưởi nó ra sai chĩu ở cổng ấy, thì các bác trồng cây bưởi gai này cho em. Bưởi gai này của nhà em là vanh gốc của nó là trên 40 nha mọi người nhá. Vanh gốc trên 40. Cây thì tán rất là đẹp, thoát thân khoảng tầm 2,5 m. Cây này về các bác trồng là nó sẽ to thêm nha mọi người nhá. Cây này các bác trồng về nó sẽ to thêm chứ nó không phải là nó dừng lại ở cái kích thước như này đâu nhá. Đây. Hàng này thì bác nào mua thì bên vườn nhà em sẽ cho thợ đôn đảo bầu. Hàng này các bác nào mà mua thì bên vườn nhà em sẽ cho thợ đảo bầu. Đảo bầu khoảng 10 cho đến 15 ngày. Sau đó bắt đầu mới tiến hành đánh cây và giao cây cho mọi người. Vanh của nó là vanh 40 nhá, vanh 40. Hàng một cốt rất là đẹp, thân thẳng mịn đẹp nha các bác nhá. Tại sao nó gọi đây là bưởi gai? Thì bưởi gai là đây là giống bưởi cổ ngày xưa, mọi người nhìn là nó có rất là nhiều gai nhá. Đây này. Các cây con của nó, các cành con, cành non ấy là có rất là nhiều gai như này. Gai này khêu ốc nhá. Đây là giống bưởi này vừa chơi hoa và vừa ăn quả cực kỳ ngon. Quả của nó rôm rốt, ăn rất là ngon nhá. Quả của nó thì ăn vị rôm rốt, còn đâu hoa của nó là giống, đây là giống bưởi mà hoa thơm nhất. Hoa thơm nhất, nó sẽ ra hoa vào đầu xuân. Trên Hà Nội, như ở mùa thu Hà Nội ấy, mùa thu Hà Nội là các bạn sẽ thấy là những cây cô bán hàng rong ấy, thì các cô sẽ bán cái hoa bưởi này. Và các chị em mua hoa bưởi về để cắm rất là nhiều luôn. Hoa bưởi gai là giống, đây là giống hoa, giống bưởi là chơi vừa chơi hoa vừa ăn quả. Hoa của giống bưởi gai này là hoa thơm nhất trong tất cả các loại bưởi. Hoa thơm nhất trong tất cả các loại bưởi nhá mọi người nhá. Bưởi gai này rất là to này. Bây giờ bưởi diễn thì gần như là không có gai. Bây giờ có một số bưởi giống mới và nó gần như là không có gai đâu. Chỉ có giống bưởi bưởi quê này, bưởi cổ, bưởi quê này của mình này thì mới có gai nhá. Bảy bác đang xem live, mỗi bác cho em xin một tim một like với mọi người ơi. Mỗi bác cho em xin một tim một like, một lượt chia sẻ. Đây nhà em có đôi bưởi gai này rất là đẹp này. Hai cái này cho các bác trồng hai bên cửa nhà này. Em có một đôi bưởi gai này rất là đẹp và đẹp xuất sắc luôn này. Đẹp xuất sắc nhá. Bác nào đang cần set up biệt thự sân vườn, đây là hàng công trình, hàng sân vườn nhá. Đây là bưởi công trình, bưởi sân vườn. Còn bác nào mà muốn mua bưởi cảnh, bưởi chơi Tết thì các bác cũng lại gặp em. Thì cái bưởi cảnh, bưởi chơi Tết ấy thì ngày mai, bắt đầu từ ngày mai thì em sẽ phát live đều đặn cho mọi người cái hàng bưởi cảnh, bưởi chơi Tết đấy. Còn đây là bưởi này ngày hôm nay em phát, đó là bưởi công trình dành cho các bác set up biệt thự sân vườn, các bác trồng làm cảnh quan sân vườn nhá, thì các bác trồng cái thằng bưởi này. Đây là bưởi gai, bưởi sân vườn nhá. Hai cây này, hàng bưởi gai, bưởi sân vườn này giá nó rất là hợp lý. Em bà em Thủy bán trên cái line này chỉ có 3 triệu một cây thôi. 3 triệu một cây giá lên xe tại vườn nhá các bác nhá. 3 triệu một cây giá lên xe tại vườn. Bác nào quan tâm thì IB và phần thông tin liên lạc em Thủy để đầu kênh là 969162214 thôi em. Đây là bưởi gai. Bưởi gai vị của nó vị chua rôm rốt nhá. Và quả của nó sẽ quả tháng 9 này này. Quả tầm tháng 8, tháng 9 dương, tháng 9 dương lịch là thu hoạch quả. Quả của nó sẽ chín vào tầm tháng 9 dương lịch nha mọi người nhá. Đây là bưởi gai, bưởi gai. Bác nào mà thích chơi hoa bưởi, chơi hoa. Bác nào thích chơi hoa bưởi thơm thì các bác trồng cây này. Các bác nào thích bưởi và thích hoa bưởi, thích chơi hoa bưởi thì các bác trồng cây này, bởi vì cây này là cây hoa bưởi thơm nhất trong tất cả các loại. Bác nào mà cái nhà mình cao tầng 2 này, mình trồng một cái cây này trước cửa nhà này, xong các bạn mở cửa sổ tầng 2 ra thì nó bao thơm, bao phê luôn. Và đến mùa của nó, thích bác nào thích ngửi cái hương gọi là quê cổ kính ngày xưa ấy, thì các bác trồng một cây bưởi. Và giống bưởi gai này là giống bưởi thơm nhất, ăn quả cũng rất là ngon, vị quả rôm rốt nhá. Vị quả rôm rốt. Ở vườn em cũng không còn nhiều đâu, còn hai cái này là hai cái đẹp nhất này. Bưởi gai là cũng không còn nhiều đâu. Giống này sắp bị tuyệt chủng nơi rồi. Ở đây là em còn hai cây này là cây đẹp nhất vườn, hai cây em đang quay. Còn hai cây này thôi là cũng không còn nữa đâu nhá mọi người nhá. Còn hai cây này là thôi là cũng không còn, đây là bưởi gai. Bưởi gai này thì giá của nó rất là bình dân thôi, chỉ có 3 triệu một cây là lên xe tại vườn. Còn ngoài ra thì các bác có thể mua các loại bưởi khác, thì nhà em ở đây bưởi khác thì nhà em có rất là nhiều dâm ủ đây này. Bưởi khác thì có dâm ủ đây. Bưởi này thì rẻ hơn này. Bưởi này thì rẻ hơn, bưởi này bưởi hoang nhá. Bưởi này bưởi hoang. Bưởi này bưởi hoang này.
Bưởi hoàng, hoàng dâm ủ này. Bưởi hoàng dâm ủ như này là nhà em bán 1,5 củ. 1,5 củ một cây nhá. Hàng dâm ủ ạ. Đây là bưởi hoàng. Bưởi hoàng của nhà em thì nhiều lắm. Nhưng mà bởi vì cái vườn nó rất là mau nhá. Cái vườn nó rất là mau. Nên là quay đây mọi người sẽ khó hình dung. Đây là có cây này thoát thân đẹp này. Cây này thoát thân đẹp đây này. Đây là bưởi hoàng nhá. Bưởi hoàng. Bác nào thích trồng cây bưởi hoàng ăn nó rất là ngọt. Ăn nó rất là ngọt thì các bác trồng cái bưởi này, cái cây bưởi hoàng này thì nó rẻ hơn. Còn ngoài ra thì đây em còn một cây bưởi gai dâm ủ cỡ to. Đây. Còn một cây bưởi gai dâm ủ cỡ to này. Vanh của nó trên 60. Đây là cây bưởi gai dâm ủ size to nhá. Size to này. Hôm rồi vừa bạn bão quật nó rụng ít, nó rụng hết lá. Cái size to này vanh 60 này. Thì là cái cây này thì nhà em đang bán với giá 6 triệu thôi. Đây là cây bưởi gai nhá, bưởi gai. Bưởi gai dâm ủ. Các bạn có thấy nó mới mấy cành nó bị rụng hết lá, là cây này vừa hôm rồi bị bão đổ. Vì bão đổ là nó mới bị đổ. Thì cây này là bán 6 triệu. Ai ưng cây nào nhá? Ai ưng cây nào thì các bạn chốt đơn chuyển màn hình gửi vào phần thông tin liên lạc. Em Thủy để đầu kênh nhá là 969162214 cho em. 969162214. Ngoài ra là nhà em có tường vi giá rẻ thanh lý cho mọi người. Cái vườn này là gọi là thập cẩm ấy. Để cây cối hơi lung tung lộn xộn lẫn lộn tí. Tường vi nhá. Tường vi giá rẻ này. Cây này em bán lẻ nhá, bán lẻ là 600k một cây. Các bác mua một cây này. Các bác mua một cây giá sẽ là 600k một cây nhá. Tường vi. Cây như này, cây tường vi như thế này là bán lẻ cho mọi người 600k một cây, vanh của nó từ 18 cho đến 20. Vanh 18 cho đến 20 nhá. Cây bưởi to không chị? Cây bưởi vừa rồi mình quay nó là vanh của nó vanh 60 thì cây đấy mình bán 6 triệu. Cây đấy vanh 60 là bán 6 triệu. Còn có cây bưởi này, nếu bạn mua cây bưởi gai này, cây bưởi gai này ăn ngon lắm luôn ấy. Cây bưởi gai này ăn cực kỳ ngon luôn mà nó thoát thân đẹp. Giá bình dân. Giá bình dân tiến cử cho mọi người. Mọi người mua là mình đảo bầu cho 15 ngày sau giao hàng thì bao sống luôn cho mọi người luôn. Bưởi nó rất là dễ sống nhá. Đây này. Mình còn một đôi bưởi gai này thôi, mình còn một đôi bưởi gai này ở vườn, còn những cây khác là bé quá đấy cũng chưa xuất bán. Còn một đôi bưởi gai này. Vanh của nó 40 mà giá có 3 triệu thôi. Cái đôi bưởi gai này. Cái đôi bưởi gai này mình vanh của nó là vanh 40 nha mọi người nhá. Vanh 40, bác nào mà chuẩn bị về nhà mới mình cần tìm cây để mình set up biệt thự sân vườn. Mình trồng hai bên sân vườn, mình trồng ngay cái bưởi gai này cho em quá đẹp luôn. Mình cần cây để mình set up biệt thự sân vườn ấy. Mình cần cây để set up biệt thự sân vườn thì mình trồng cho em cây bưởi gai. Cây bưởi gai này các bác set up quá là đẹp luôn. Nó thoát thân thẳng nhá. Cây không lỗi, không sẹo, không tật. Và hoa của cây bưởi gai này là một trong giống hoa gọi là hoa thơm nhất trong tất cả các giống. Hoa của nó là hoa thơm nhất nhá. Hoa thơm nhất. Bưởi gai. Bưởi gai, bưởi gai. Hoa thơm và quả của nó sẽ là vị chua rôn rốt. Vị chua rôn rốt nhá. Bác là cần set up biệt thự sân vườn thì IB ngay cho em Thủy theo số điện thoại em Thủy để đầu kênh là 969162214 ạ. Ngoài ra nhà em có cả hoa giấy thanh lý kìa, hôm vừa rồi bão đổ. Cây này cây của nhà nhá, cây của nhà làm ra đấy. Nên là cái nào cũng có thể bán cho mọi người giá tốt. Cái này là hoa giấy của nhà em thanh lý này. Bác nào mà muốn mua công trình nhá. Có bác nào công trình ấy, các bác lấy số lượng lớn cho em được thì rất là tốt. Còn chưa có thời gian để đi dựng lại đấy. Bây giờ muốn vào quay cho mọi người cũng rất là khó. Cái bọn hoa giấy thanh lý bây giờ muốn vào quay cho mọi người rất là khó vì nó đổ. Để mấy hôm nữa nhá. Mấy hôm nữa em sắp xếp vào thời gian em dựng lại được với bọn này thì em quay cho mọi người nhá. Nói chung là giá, ví dụ các bạn mua lẻ tầm 1,5 triệu một cây. Vanh của tầm 28. Đấy là hàng sale đấy. Chứ nếu mà các bạn ấy vào chậu cây này bán to tiền lắm. Tiếp tục bán cây khác nhá. Có gì bán đấy, trên mục trên này này có gì để bán đấy này. Cây này là cây em đang quay cho mọi người, đó là cây này em đang chĩa máy vào, đó là cây gì nhỉ? Tự dưng thì quên tên là thế nào nhỉ? Ngọc bút, ngọc bút. Ngọc bút nha các bạn nhá.
ngọc bút. Cây hoa ngọc bút hoa trắng tinh khôi như này này. Cây đây thấp thấp này. Khi mà nó rộ hoa thì hoa của nó sẽ là màu trắng như cái hoa của cây hoa dành dành ấy, và nó rất là thơm. Ngọc bút nhá. Hoa trắng tinh khôi thế này, bác nào mà yêu màu trắng ghét được giả dối thì các bác trồng một cây ngọc bút cho em. Một cây ngọc bút này to đẹp mà giá rất là bình dân. Giá rất là bình dân thôi. Một cây ngọc bút to đẹp như này em Thủy bán giá 2.5 triệu rồi lên xe tại vườn. Ngọc bút ạ. Hoa trắng như bông. Đường kính gốc này. Vanh gốc của nó khoảng 10. Hơn 10, nói chung cây như này là hơn 10 này. Em bán đồng giá nhá. Em bán các cây ở vườn là đồng giá thì em cũng không phân loại ra đâu. Nói chung là cây như này là 2,5 triệu. 2,5 triệu, các vườn khác cái này người ta phải bán 5 6 triệu. Vườn em thì bán cũng rẻ. Đây. Đây là cây ngọc bút nha các bác nhá. Ngọc bút. Hoa trắng như bông luôn. Bác nào ưng cây nào em sẽ đi một lượt vòng quanh vườn. Bác nào ưng cây ngọc bút nào thì các bác chốt đơn chuẩn màn hình cho em. Ngọc bút nha các bác, set up biệt thự sân vườn, các bác trồng một cây ngọc bút hoa thơm ngát luôn mà màu trắng tinh khôi. Và khi mà nó rộ hoa thì trên cây các bạn sẽ thấy chi chít màu hoa. Cây này nó có một ưu điểm hơn cây hoa dành dành ở điểm này. Cây này nó có gần như họ hàng với cây hoa dành dành ấy. Cây hoa dành dành thì một năm chỉ ra một mùa vào mùa hè thôi. Và tầm này nó các bạn đã thấy không thấy nó có hoa đâu. Nhưng mà thằng ngọc bút này hoa của nó sẽ là quanh năm. Ngọc bút nó có ưu điểm hơn là hoa quanh năm và nó đều là hoa màu trắng nhá. Nó ưu điểm, nó ưu thế hơn, vượt trội hơn so với cái thằng dành dành đấy. Hoa dành dành chỉ hoa vào mùa hè thôi. Nhưng mà thằng ngọc bút này hoa của nó quanh năm này. Dáng của nó rất là đẹp, dáng thế của nó rất là nhiều nhiều dáng, nó lắc lư uốn lượn lắc lư đẹp ấy. Đây. Bác nào ưng cái này nhá. Ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi phần thông tin liên lạc em Thủy ở đầu kênh là 969 162214. Đây là hoa ngọc bút ạ. Ngọc bút, ngọc bút. Ngọc bút nhá. Đường kính gốc của nó sẽ là 8 cho đến 10 tùy cây. Rồi. Giá thì như nhau hết nhá. Giá thì như nhau hết. 2.5 triệu một cây hoa ngọc bút. Ai ưng cây nào thì các bạn chốt đơn chuẩn màn hình gửi phần thông tin liên lạc em Thủy đầu kênh nhá, là 969162214 cho em. 24 bác đang xem live, mỗi bác cho em xin một tim, một like, một chia sẻ với. Các bác xem like, các bác xem mãi quá nhưng mà các bác không thả tim cho em. Mỗi bác cho em xin thêm một ít tim ấy, bởi vì lâu lắm rồi cái kênh nhà em nó mới hoạt động lại, gọi là nó hơn bình thường một tí. Mỗi bác cho em xin một tim, một like, một chia sẻ đây. Con này dáng đẹp này. Dáng lắc lư, cây này mà trồng hồ cá coi quá đẹp luôn. Cam ăn cong thẳng ăn thẳng đấy. Cái cây cảnh này không phải cứ cây thẳng tắp là đẹp đâu mọi người nhá. Có những cây cong, nó cong rất là đẹp. Cong uốn, cong lượn này rất là đẹp mà các bác này. Đấy, cây cong tớn lên. Cây là cây hoa ngọc bút nhá. Bây giờ thì nó chưa rộ hoa nên mọi người nhìn nó thấy chưa, nó bút mắt. Đây là nó vừa tàn hết một đợt hoa là chuẩn bị đợt hoa tiếp này. Đây là hoa của nó tàn này. Thì nó lại chuẩn bị đợt hoa đợt lụ tiếp nhá. Cây hoa ngọc bút này được cái nào ưu điểm của nó là hoa quanh năm, nên là mọi người cứ yên tâm, mọi người mua về mọi người chơi. Hoa quanh năm luôn, trên cây cũng là các bạn thấy nó trắng hoa. Nó đợi thời gian nghỉ rất là ngắn. Bác nào mua hàng thì IB cho em Thủy theo phần thông tin liên lạc. Em Thủy để đầu kênh nhá. Mua hàng thì IB cho em. Cái hàng mà xuất bán cho mọi người sẽ là vanh. Có một số cây ở đây thì nó nhỏ nên là em sẽ bớt lại. Có những cây xuất bán cho mọi người sẽ đảm bảo tiêu chuẩn, nó vanh của nó sẽ là vanh vanh 26 cho đến 30. Vanh 26 cho đến 30, đường kính gốc từ 8 cho đến 10 nhá. Đường kính gốc nó sẽ đạt tiêu chuẩn từ 8 cho đến 10. Ai ưng cây nào thì chốt đơn cho em nhá. Ưng cây nào thì chốt đơn chảnh màn hình gửi vào thông tin liên lạc em Thủy để đầu kênh. Quay lại hai cái bưởi gai cho các bác nhá. Trong cái video này chủ yếu là bán hai cái bưởi gai. Bưởi gai, bưởi chua, rôm rốt. Dành cho các bác trồng công trình. Đây. Hai cái bưởi gai em bán đây. 26 bác đang xem live, các bác xem live thả tim, thả like, chia sẻ livestream cho em với, để cho khách nào mà người ta cần mua cây bưởi gai, người ta cần mua cây bưởi để set up sân vườn thì người ta mua cho em. Đây. Dáng của nó rất tán, nó rất là tròn, cân đều nhá. Đứng đằng này thì hơi ngược sáng một tí nè. Nhưng mà đằng này thì các bạn đã thấy tán nó rất là cân đều này.
Đấy, tán rất là đẹp. Đây là bưởi gai, bưởi chua, rơm rớt. Bưởi rơm rớt đây là một trong giống bưởi hoa thơm nhất nha các bạn nhá. Hoa thơm nhất trong các loại bưởi. Đây là giống bưởi hoa thơm nhất trong các loại bưởi và ăn nó vị của nó là vị rơm rớt. Bác nào đang cần để set up biệt thự sân vườn, các bạn IB ngay cái này cho em theo số điện thoại em thủy để đầu kênh là 969162214. Nát hẹn mọi người đến 10 giờ em sẽ ra quay bưởi cảnh cho mọi người nhá. 10 giờ. 10 giờ em sẽ ra quay bưởi cảnh cho mọi người, bưởi để chơi Tết, trưng Tết. Bây giờ thì em quay cho mọi người bưởi gai để về mọi người trồng biệt thự sân vườn. Cây này là cây phù hợp cho mọi người trồng biệt thự sân vườn nhé mọi người nhé. Nó hơi ngược sáng. 24 bác đang xem live, các bạn nhìn nhìn live cây, các bạn có nhìn rõ cây không ạ? Các bạn đang xem live của em, các bạn nhìn cây em quay, các bạn nhìn có bị rõ, có bị mờ, có bị nhòe không ạ? Các bạn đang xem live của em, các bạn xem có bị mờ, bị nhòe gì không để em còn điều chỉnh. Cho em xin ít tim ít like nhá. Cho em xin ít tim ít like mỗi bác, cho em xin ít tim ít like. Tăng tương tác lên các bác ơi. Đây, cây rất là đẹp luôn. Ai ưng cái là thì chốt đơn cho ảnh màn hình, gửi vào phần thông tin liên lạc để đầu kênh nhá. Em thì xin phép xuống like đây. Bị xinh gái. Em cảm ơn anh Lê Ngọc Thanh. Bây giờ em xin phép em xuống like, xong bây giờ em sẽ ra quay cho mọi người cây tam tài tam lộc nhá. Cái tam tài tam lộc sakura. Tam tài tam lộc nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi like của em xin phép em xuống like đấy ạ. Cảm ơn mọi người.